Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9:10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thông tin về tình hình dịch Covid-19 sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 2. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày mùng 7 tháng 2 đến 17 giờ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 105 trường hợp mắc Covid-19 mới. Trong đó, thành phố Cao Bằng ghi nhận 45 trường hợp huyện Bảo Lâm 24 trường hợp, huyện Trung Khánh 17 trường hợp, huyện Hòa An 9 trường hợp, huyện Hà Quảng 3 trường hợp, huyện Quảng Hòa 4 trường hợp, huyện Hạ Lăng 2 trường hợp và huyện Thạch An ghi nhận thêm 1 trường hợp. Đến ngày 8 tháng 2, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 2.180 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.967 trường hợp ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. 213 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh, thành phố trong nước trở về tỉnh Cao Bằng. Trong tổng số 45 ca mắc COVID-19 tại thành phố Cao Bằng thì có 29 trường hợp chưa rõ nguồn lây nên có thể xuất hiện thêm một số ổ dịch mới trên địa bàn các phường xã. Có 16 trường hợp là F1 liên quan đến các trường hợp F0 trước đó. Trong tổng số 19 ca mắc tại huyện Bảo Lâm đều liên quan đến F1 tại các ổ dịch thị trấn Bảo Lâm, xóm Bản Bó, xã Thái Học, Bản Cà Pẹt B, xóm Cà Đồng, xã Đức Hạnh, xóm Nà Mon, xã Nam Cao, xóm Nà Tốm, xóm Thiên Nà, xã Vĩnh Quang, trong khi nhiều ổ dịch trước đó chưa xử lý dứt điểm. Huyện Bảo Lâm ghi nhận thêm 5 trường hợp chưa rõ nguồn lây, khiến cho lực lượng y tế tại địa phương này tiếp tục điều tra truy vết những người có tiếp xúc gần, phun khử khuẩn, tăng cường thực hiện 5K. Đến 17 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2022, toàn tỉnh có 119 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. Có 258 trường hợp không triệu chứng, đang được cách ly điều trị tại nhà. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định. Có 25 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Nâng tổng số khỏi bệnh lên 1.798 ca. Sau khi ghi nhận thêm các ca mắc COVID-19 mới, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đang chỉ đạo hỗ trợ Trung tâm Y tế các huyện, thành phố khẩn trương truy vết những người có tiếp xúc gần, chuyển cách ly điều trị các trường hợp F0 lấy mẫu xét nghiệm sát covid hay các trường hợp nguy cơ, phun khử khuẩn, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch covid 19 theo quy định. <laughs> Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Ngày 8 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chủ trì cuộc họp ban bí thư đánh giá tình hình triển khai chỉ thị số 11 ban bí thư về việc tổ chức Tết năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm của bộ chính trị ban bí thư các cấp ủy thời gian tới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí bí thư trung ương Đảng thống nhất đánh giá việc ban hành sớm chỉ thị số 11 đã tạo điều kiện để các cấp ủy chính quyền địa phương cụ thể hóa một cách bài bản nghiêm túc các chương trình kế hoạch đón Tết cho nhân dân phù hợp với tình hình của từng địa phương. Ban Bí thư cũng đánh giá cao chủ trương phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước trước Tết đã trực tiếp đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo, các lực lượng chống dịch, lực lượng bộ đội, công an trực làm nhiệm vụ trong thời gian Tết. Tại cuộc họp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhất trí với các đề xuất của các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, yêu cầu các ban bộ ngành địa phương phải quyết liệt triển khai công việc ngay những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết vì công tác vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội là một khối lượng rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao. Trong chỉ thị 01, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với phòng chống dịch, phân đấu trước ngày 14 tháng 2. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Đáng chú ý, trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan, chỉ đạo, lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh sinh viên đi học trực tiếp, gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, phần đầu trước ngày 14 tháng 2 năm 2022. Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền. Trước đó, tại cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ trong năm mới nhâm dần, Thủ tướng cũng đã yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý, giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toàn. Theo tổng hợp, 100% các trường đại học cao đẳng đã lên kế hoạch đưa sinh viên trở lại trong tháng 2. Toàn bộ 63 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch cho học sinh trung học đi học từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2. Hầu hết các tỉnh thành phố đã có kế hoạch với học sinh tiểu học mầm non. Trong thời gian 9 ngày nghỉ Tết âm lịch vừa qua, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 3,05 tỷ USD, tăng mạnh 83% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian dịp Tết âm lịch năm 2022, 9 ngày từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022, trên phạm vi cả nước có tất cả 2.462 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa cao 2,56 lần so với con số này trong dịp Tết Tân Sửu 2021 cũng trong thời gian này, có tất cả 20,46 nghìn tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan hải quan, cao gần 2 lần so với số tờ khai đăng ký trong thời gian dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Theo Tổng cục thống kê, trong thời gian 9 ngày nghỉ Tết âm lịch vừa qua, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 3,05 tỷ USD, tăng mạnh 8,3% so với dịp Tết Tân Sửu 2021 trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1,47 tỷ USD, cao gấp 2 lần, chiếm 48% tổng trị giá xuất nhập khẩu. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa đạt 1,58 tỷ USD, chiếm 52% tổng trị giá xuất nhập khẩu, tăng 68%. Như vậy, trong dịp Tết âm lịch năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhiều hơn xuất khẩu hàng hóa. Hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang tất cả 109 nước vùng lãnh thổ. Chuyển sang thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Nguyễn Trọng Khoa cho biết, Bộ Y tế đang cập nhật vắc độ điều trị cho học sinh nhiễm Covid-19 cho cơ sở y tế các tuyến từ trung ương xuống đến địa phương, nhất là không được để xảy ra tình huống số ca nhiễm là học sinh tăng đột biến gây quá tải. Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát hướng dẫn bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường, cơ chế phản ứng của y tế học đường, y tế cơ sở khi có ca nhiễm trong trường học. Tại cuộc họp, các chuyên gia cho rằng, mặc dù đến nay tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19, số ca bệnh diễn biến nặng thấp, nhưng vẫn có trường hợp tử vong khi số ca mắc quá nhiều. Do đó cần quan tâm yếu tố phòng dịch và không để có quá nhiều trẻ lây nhiễm bệnh cùng lúc. Bên cạnh đó, hiện các loại thuốc điều trị COVID-19 không khuyến nghị sử dụng cho trẻ em. Khi 20 triệu học sinh trở lại trường, số trẻ nhiễm bệnh có thể tăng lên. Bởi thực tế, trẻ em khó thực hiện giữ khoảng cách và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch như 5K. Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm phủ vaccine, trong đó tiêm vaccine cho nhóm đối tượng học sinh để đưa các em trở lại trường. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo an toàn trường học, nhất là tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học. Nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa không làm ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt trong cộng đồng và hoạt động học tập trong nhà trường. Trường Hy Vọng, nơi nuôi dưỡng, đào tạo học sinh bị mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19 đã đón những học sinh đầu tiên nhập trường. Trường Hy Vọng được xây dựng nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19 với mong muốn chia sẻ yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các con trong bối cảnh hàng nghìn em nhỏ không may mất cha mẹ vì đại dịch. Với sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, thời gian qua, trường Hy Vọng đã tìm hiểu các trường hợp cần hỗ trợ và hoàn thiện thủ tục tiếp nhận chăm sóc các em học sinh đầu tiên tại cơ sở Đà Nẵng. Dự kiến, trong năm học đầu tiên, nhà trường sẽ đón nhận 300 học sinh và tiếp tục tiếp nhận theo kế hoạch nuôi dưỡng 1.000 em. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các chương trình đào tạo chăm sóc nuôi dưỡng đã sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu trong sinh hoạt và học tập của các em. Cho tới nay, trường hy vọng nhận được sự hỗ trợ góp sức từ nhiều đơn vị tổ chức đồng hành. Tin quốc tế, một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện cho thấy biến thể Omicron có thể tồn tại lâu hơn trên bề mặt đồ nhựa và da người so với các biến thể khác. Song các loại chất khử trùng đều có hiệu quả đối với các loại biến thể của SARS-CoV-2. Các nhà khoa học đã nghiên cứu sự khác biệt về khả năng sống sót của chủng virus SARS-CoV-2 gốc và các biến thể sau này là Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron trên da người và bề mặt nhựa. Đây là nghiên cứu đầu tiên có sự so sánh giữa Omicron với các biến thể khác. Các nhà nghiên cứu cho biết, so với phiên bản gốc, các biến thể sau này có thời gian tồn tại trên da và nhựa lâu gấp đôi. Đáng chú ý là biến thể Omicron có thể tồn tại trên nhựa trong 193,5 giờ và trên da là 21,1 giờ. Cho thấy đây là một trong những yếu tố làm tăng khả năng lây lan của biến thể này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo lây nhiễm virus SARS-CoV-2 chủ yếu xuất phát từ hoạt động tiếp xúc gần giữa mọi người và qua những giọt bắn trong không khí ở nơi kín hoặc đông người. Tuy nhiên, WHO cũng thừa nhận mọi người có thể bị mắc COVID-19 khi chạm vào mắt, mũi hoặc miệng sau khi tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Ngày 8 tháng 2 tại km 8 400 đến km 8 700 đường tỉnh 206 thuộc địa phận xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, Sở Giao thông Vận tải Cao bằng tổ chức gia quân tết trồng cây xuân nhâm dần năm 2022 với chủ đề tết trồng cây làm theo lời bác nâng cao an toàn giao thông đường bộ sở giao thông vận tải đã phát động phong trào tết trồng cây đến toàn thể cán bộ công chức viên chức đơn vị trực thuộc sở các nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên theo đó mỗi cán bộ công chức viên chức ngành giao thông vận tải cùng với nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ tiếp tục trồng chăm sóc và bảo vệ cây tại các mái ta luy âm ta luy dương tết trồng cây là hoạt động thường niên sở giao thông vận tải cao bằng tổ chức mỗi dịp đầu xuân năm mới. Không chỉ giúp cho cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp mà còn tạo thành một hệ thống hộ lan tự nhiên, giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện khi xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời góp phần làm giảm thiệt hại sói lở, đất đường khi xảy ra mưa lũ. Ngày sau lễ phát động, toàn thể lãnh đạo nhân viên Sở Giao thông Vận tải đã trồng trên 500 cây keo, cây thông dọc trên tuyến tỉnh lộ 206 thuộc địa phận xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa và quốc lộ 34B, thuộc địa phận xã Lê Lai, huyện Thạch An. Từ năm 2019 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức trồng được hơn 5.000 cây xanh trên các đoạn tuyến do Sở Quản lý. Nhân dịp này, Sở Giao thông Vận tải đến thăm tặng quà chúc Tết đồn biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Tại đây, lãnh đạo Sở đã ân cần thăm hỏi, động viên chia sẻ với những khó khăn vất vả của các cán bộ chiến sĩ, đồng thời mong muốn đồn tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ đường biên mốc giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, mừng xuân mới nhâm dần 2022, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại lễ phát động Tết trồng cây trong khu vực tiểu đoàn huấn luyện cơ động, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo xã Đức Long, huyện Hòa An đã tham gia trồng trên 650 cây các loại. Để phát huy vai trò giá trị của việc trồng cây trồng rừng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đề nghị cấp ủy chỉ huy các phòng chuyên môn các đồn biên phòng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân và cán bộ chiến sĩ về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây cũng như về vai trò tác dụng to lớn lợi ích toàn diện lâu dài giá trị nhân văn của việc trồng cây trồng rừng Thời gian qua, phong trào trồng cây đầu năm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng không chỉ trở thành một nét đẹp văn hóa mà còn trồng cây để bảo vệ biên giới, khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia và là hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới xoa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Sơn Nhâm Dần năm 2022, cán bộ viên chức người lao động huyện Bảo Lâm đã tham gia trồng hơn một hecta với gần 2.000 cây xoan tại xóm Trẻ Bèn, thị trấn Bắc Miều. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong trào hàng năm, khởi đầu cho hành động bảo vệ rừng, trồng cây, trồng rừng, gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Bình quân mỗi năm toàn huyện trồng mới hơn 300 ha rừng các loại, độ che phủ rừng của huyện năm 2021 đạt trên 43%. Công tác quản lý bảo vệ phục hồi tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn. Tại huyện Hạ Lang, lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần đã thu hút hàng trăm cán bộ viên chức người lao động thuộc 42 cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật tham gia trồng dặm gần 5.000 cây hoa trạng nguyên tại đường tỉnh Lộ 207, đoạn từ xóm Đỏng Đen thị trấn Thanh Nhật đến mỏ đá canh ca. Bên cạnh hưởng ứng Tết trồng cây, huyện đã tuyên truyền giáo dục mục đích ý nghĩa Tết trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, vận động các cơ quan đơn vị và mọi người dân tham gia trồng hoa trạng nguyên để tạo tiền đề, điểm nhấn phát triển du lịch trong thời gian tới. Trung tâm chính trị huyện Hòa An vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 65 thanh niên ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2022. Trong 4 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản theo chương trình quy định của Ban tuyên giáo Trung ương, gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, học viên được học tập nội dung chuyên đề công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tìm hiểu thêm về truyền thống quê hương cách mạng cao bằng. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ làm bài kiểm tra nhận thức để đánh giá xếp loại và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các thanh niên ưu tú nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.